Chương trình phỏng vấn và tìm hiểu xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi xin được tiếp chuyện với bình luận gia Đại Dương. Đặc biệt, chúng tôi sẽ đề cập đến cuộc du hành của Tổng thống Hoa Kỳ qua Ái Châu vào thượng tuần tháng 11. Chương trình phỏng vấn tìm hiểu hôm nay xin được đón tiếp bình luận gia Đại Dương. Chào anh Bùi Chí Lợn. kính chào quý vị. À, kính thưa ông đại dương như chúng ta đã biết và tất cả toàn thế giới đã theo dõi chương trình của tổng thống hoa kỳ donald trump đã đến ái châu năm quốc gia và những quốc gia đầu tiên ông đến là nhật bản sau đó tới nam hàn sau đó tới trung cộng việt nam và sau cuối cùng trước khi trở lại hoa kỳ ông ghé nước cuối cùng là philippines thưa ông cái cái tầm quan trọng cũng như cái điểm chính của của công du tại Á Châu trước khi chúng ta đi vào chi tiết từng quốc gia thì ông nhận định thế nào về cuộc công du lâu dài như thế này tại Á Châu của ông Tổng thống ừ, Trump? Tên lên một kính thưa quý vị đầu tiên á thì báo chí người ta loan tin một cách nó không có đầy đủ lắm nhưng mà người ta đánh giá cái chuyến đi đó không đúng lý do thứ nhất là họ không đánh giá rằng cái chủ trương cái chuyến đi này cái mục đích chuyến đi này của ông trump là gì mục đích chuyến đi của ông trump tức là tìm thêm đồng minh là đồng minh của mình về quân sự về chính trị về về kinh tế thứ hai là làm thế nào để giải quyết vấn đề cái nền kinh tế cái gọi là cái tình trạng kinh tế à, bất bình đẳng hai cái mục tiêu đó mình xem nếu mà trong hai mục tiêu đó mà đã thành công là chuyến đề thành công. Nó ngược lại nếu hai mục tiêu đó không thành công là đã thất bại. Nhưng mà tới chớ giờ phút này thì chúng ta thấy rằng rõ ràng là ông đã, đã, đạt được những mục tiêu đó thưa anh. Vâng. Và bây giờ chúng ta lần lượt chúng ta sẽ đi qua cái quốc gia mà ông tổng thống Hoa Kỳ ghé đầu tiên là Nhật Bản. Thưa ông, những cái điều mà quan trọng tại sao ông lại ghé Nhật Bản trước theo ông? À, thưa quý vị, chúng ta đều thấy rõ ràng rằng Hoa Kỳ có người bạn đồng minh chí thiết nhất và tin tưởng nhất là nhật bản vì thế cho nên nước đầu tiên phải đến là nhật bản kế tiếp là đại hàn đây là hai nước mà đã có những cái xung đột công khai hoặc là bán công khai với trung quốc và đấy thì đầu tiên mình phải đến những đồng minh của mình và những đồng minh đó cùng chí hướng với mình cùng, cùng đồng ý với mình trên những phương diện chiến lược thì dĩ nhiên khi tôi đến tiếp đến cái người gọi là đối thủ của mình thì chúng ta có một cái gọi là công cái hành trang đầy đủ để mà chúng ta nói chuyện với Trung Quốc và như vậy thì nói đến Nhật Bản mình xem xét xem là ông đã thành công ở điểm nào thứ nhất chúng ta thấy rằng cả dư luận của Nhật Bản người ta cũng đều nói như như một tờ báo Symbol của Nhật người ta nói rằng hai ông hai ông uh, Trump và AB giống như là hai hạt đậu trong một cái vỏ. Nghĩa là hai ông giống y chang thôi. Từ ông này nói thì ông kia ủng hộ. Ông kia lên tiếng thì ông nọ ủng hộ. Nghĩa là tất cả họ xứng đáng là một liên à, minh. Mà tại sao mà ông Trump đặt nặng vấn đề của Nhật Bản? Chúng ta nhớ trong khi ông tranh cử thì ông ta có đặt vấn đề. Là ông ta muốn Nhật Bản và Đại Hàn phải từ túc, phải mạnh hơn kể cả có vũ khí nguyên tử và lúc đó người ta chỉ trích và người ta la lỗ ông sò mình nhưng mà chúng ta cứ nghĩ coi ở Á Châu Á Châu nghĩa là trong vùng Đông Bắc Á đó không nói về nước khác nói Đông ở Bắc Á thôi và Đông Nam Á thì Trung Quốc là nước duy nhất có vũ khí nguyên tử và đó là một cái áp lực đối với các nước xung quanh rồi bây giờ thêm Bắc Triều Tiên nữa có chuẩn bị sản xuất vũ khí nguyên tử lại thêm áp lực trong khi các nước khác không có không có vũ khí nguyên tử thì làm sao mà áp lực cho nên bây giờ ông Trump muốn gì muốn mình mạnh đồng minh phải mạnh tức là liên minh mạnh anh đồng ý không bây giờ đồng minh mình mạnh mà đồng minh mình yếu thì liên minh sẽ yếu mà bây giờ rõ ràng là Nhật Bản Đại Hàn yếu so với Trung Quốc thì như vậy cần cần cái gì phải làm cho mạnh mạnh phương diện gì mạnh phương diện quân sự mạnh về phương diện chính trị mạnh về phương diện ngoại giao và mạnh về phương diện uh, kinh tế vì thế cho nên khi ông ta đến Nhật Bản thì tất cả mọi thỏa thuận đều ổn hết trước đây thì ông ta chỉ trích về uh, bất bình đẳng uh, thương mại chẳng hạn thì chúng ta cứ nghĩ vấn đề này người ta nói ủa tại sao ông này nay nói này mai nói khác bữa nay thì đòi là mình sẽ đòi Nhật Bản phải trả nhiều tiền hơn, đại hàng trả nhiều tiền hơn, rồi nói Trung Quốc là sẽ sẽ đối phó với Trung Quốc như thế nào. Nhưng mà chúng ta nghĩ rằng trên vấn đề đàm phán, người ta gọi là cái kỹ thuật đàm phán. Thứ nhất là gì? Thứ nhất tôi cáo buộc anh đã. Tôi cáo buộc anh làm bậy đó, anh có lỗi đã. Tôi cáo buộc cho đừng nói tôi không kết tội anh. Tôi cáo buộc anh có lỗi đã. Sau đó thì chúng ta vào ngồi, ngồi phải rồi muốn nói chuyện tôi phải vào đàm bàn đàm phán phải không thì vào đàm phán thì chúng ta thương lượng kể thêm cái bớt thí dụ như sang nhật bản à, bây giờ nhật bản bây giờ yếu cái gì yếu quân sự rồi anh mua vũ khí của tôi đi đừng mua của thằng khác đừng mua của nước khác mua của tôi đi thì có phải là hai bên cùng có lợi gọi là có qua có lại không chúng tôi xin nhắc lại quý vị đó nè trước đây người ta hay nói cái chuyện này là hợp tác hai bên cùng có lợi nhưng thưa anh cái câu nó hơi vô nghĩa, hơi hơi tối nghĩa. Bởi vì hợp tác cùng có lợi có nghĩa là tôi lợi 10, anh lợi một cũng có lợi gì? Hai bên cùng có lợi, rõ ràng anh lợi một tôi là 10. Như vậy thì sai. Nhưng mà nếu gọi là hợp tác có qua có lại, gọi là bánh sắp đi bánh quy lại, có phải không? Thì anh được một thì tôi cũng được một như vậy có phải là xóa bỏ được cái bất bình đẳng kinh tế hay không? Chỉ đó hai nước bây giờ không rồi ông mua thêm vũ khí tôi À, tôi bán vũ khí trong mà bây giờ anh để ý là Hoa Kỳ có chủ trương bán tất cả vũ khí nào tối tân cho Nhật Bản lấy hai thí dụ thứ nhất là họ sẽ mua thêm phi cơ F F uh, F ba A à, tại sao F ba A F ba mươi là trong cái hàng không mẫu hạm của Nhật mà gọi là khu trục hạm trực thăng cho nó nhẹ chứ thực sự là một cái khu trục hạm là không phải là tối tân nhưng mà sử dụng được thì tất cả những máy bay F 35A là cái loại cất cánh thẳng hạ hạ cánh và hạ giống như trực thăng thì như vậy đâu có cần đường bay đâu có cần cái đường bay như là thì tôi vẫn sử dụng được mà nó hoạt động bình thường cất lên xong rồi nó đi với cái tốc độ uh, tốc độ cao thì cũng anh không có tìm thấy nó nó tàn hình mà thì tất cả cái đó đều phục vụ được hết thì bây giờ hỏi, bây giờ ba chiếc hàng không mẫu hạm của Nhật Bản đều có cái loại máy bay đó hết thì sức mạnh nó như thế nào. Rồi bây giờ uh, đang trang bị cái vũ khí chống hỏa tiễn, anh đe dọa những thứ hỏa tiễn thì Mỹ sẽ bán cho của loại trong uh, uh, hệ thống chống hỏa tiễn. Nhưng đặc biệt vào năm đầu năm 2018 thì uh, Hoa Kỳ sẽ thử nghiệm cái hệ thống gọi là hệ thống Aegis. Chúng ta biết cái hệ thống uh, phòng chống và phóng hỏa tiện là axit là chỉ chỉ đặt ở trên các khu trục hạm và tuần dân hạm của Mỹ mà thôi từ nghĩa là thập niên 90 tới bây giờ chứ không phải là mới đây nhưng mà càng ngày nó càng tối tân bây giờ cái đó chỉ dùng trên biển bây giờ lại đem lên bờ là một vấn đề khác nhưng mà như vậy chứng tỏ rằng nó hữu hiệu và sẽ bố trí trên bờ để mà phòng chống hoa tiện và bắn hoa tiện luôn thì như vậy đó này. Lần đầu tiên Mỹ, Mỹ, uh, Mỹ sẽ thử nghiệm Thế tại sao cho ông, ông Bộ trưởng Quốc phòng Nhật đến xem, bí, bí mật mà. Như vậy tức là hai bên họ không có bí mật gì quân sự với nhau cả, giúp nhau. Thì dĩ nhiên nếu mà Mỹ thử nghiệm thành công và chắc chắn điều đó sẽ thành công rồi thì ông Nhật cũng có thể mua cái đó được. Thì như vậy tức là ông Nhật rất là mạnh, không ai dám động tới ông Nhật nữa. Rồi thì chúng ta thấy để gì thay về bây giờ, về giờ, bây, giờ bây giờ kinh tế. Bây giờ đó. Trước khi qua kinh tế đó mình ừ. nói thế này. Trong cái vấn đề mà khi mà nói mà so sánh vũ khí và đưa ra một vài những cái mà gọi là hai bên quốc phòng với nhau đó, trong khi hai vị lãnh tụ giữa Hoa Kỳ với Nhật Bản hội kiến với nhau đó thì một một cái câu có là làm thế giới có vẻ phải để ý đến hai ông đều nói giống nhau. Ông Trump ông nói tất cả những cái trả đũa đối với Bắc Hàn nếu anh Bắc Hàn dục dịch và tất cả những kế hoạch trả đũa chúng tôi với lại Nhật Bản đã có trên bàn hết rồi. Thì cái đó để cái đó họ ông muốn gửi Nhật với lại Hoa Kỳ muốn gửi một cái thông điệp. Theo ông gửi thông điệp gì cho Bắc Hàn? Thì từ trước này là vấn đề người ta đặt ra là tại sao phải tấn công Bắc Hàn. Nhưng mà chúng ta theo dõi tin tức ấy, thì thấy giờ ông Trump đã nói rõ ràng, ông bảo ông chỉ thị cho ông Bộ trưởng Quốc phòng rằng nghĩa là chỉ khi nào cái, 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 gọi là um, phương tiện ngoại giao cái phương tiện ngoại giao sử dụng cho tới khi nào mà quả bom rơi xuống đất thôi có nghĩa là khi nào anh đánh tôi tôi mới sử dụng tôi tôi mới sử dụng vũ lực của anh để mà trả đũa chứ không có nghĩa là tôi đánh anh tôi không đánh anh nhưng mà tôi sẽ trả đũa rõ ràng chứ không tự nhiên đem ba cái hàng không mẫu hạm đi tập trận ở vùng biển nhật bản và bán đảo triều tiên là thế nào đó là một cái vấn đề rất là quan trọng đối với Mỹ vì ít khi nào mà Mỹ tập trung ba cái cái hàng không mẫu hàm lại với nhau cả để mà tập trung chung là một vấn đề nghiêm trọng nhưng mà chứng tỏ rằng một điều dẫn dạ chứ ví dụ như từ hôm đó tới bây giờ Bắc Hàn chưa thử thêm một cái hoa tiếng nào cả chưa thử một cái gì nữa hết tức là cái cuộc công du của à. ông tổng thống Hoa Kỳ sau đó là mình thấy có ảnh hưởng thì người ta thấy hiện nay mình chưa biết tương lai như thế nào nhưng mà rõ ràng rằng người ta dàn quân ngay trước trước cửa anh anh cũng không dám động thì bây giờ làm cái gì anh trả lời một cách nào rồi máy bay ném bom chiến lược gọi là uh, của tối tân của 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 Hoa Kỳ cũng từ đảo Guam bay tới bán đảo Bắc Triều Tiên bay qua bay lại dạo chơi ở đó và còn nhiều khi còn ném bom ở trong cái vùng vùng biển ở đó nữa để cho anh thấy, đó bây giờ anh muốn bắn thì anh cứ bắn đi Rõ ràng như vậy thì người ta sẽ nói rằng Tôi nghĩ rằng dư luận sai lầm Cứ nghĩ là ông Trump muốn đánh Bắc Triều Tiên Tôi không nghĩ như vậy Ông trả đùa, mà trả đùa quyết liệt Bởi vì đã đánh Mỹ Thì chúng ta nhớ rằng ngay như khi mà uh, Trong thế chiến thứ hai là thí dụ rõ ràng nhất không? Khi bị đánh Cả hàng các hàng ngàn phi cơ đi ném bom một một thành phố cả ngàn phi cơ ném bom anh tưởng tượng được cái sức mạnh như thế nào rồi ai ném hai quả bom nguyên tử xuống là cũng là cũng là Hoa Kỳ Tức là họ cần trả đũa thì đã được quyết liệt chứ không có trả đũa như là cầm chừng giống như cái thời mà uh, ném bom ở Bắc Việt đó, cứ cầm chừng cầm chừng không có đâu Mỹ không chơi cái trò đó đã quyết định quyết định đánh thật sự đó, là câu chuyện nó khác hơn đánh giả đánh hồi xưa gọi là đánh giá đánh để dụ anh vào bàn đàm phán thôi nhưng mà tôi đánh là tôi diệt anh luôn anh không ngóc đầu dậy nổi và đó thì vấn đề nó như vậy mình phải làm rõ chứ không có nghĩ rằng ô ông trump ông hư hiếu chiến ông đòi đánh rồi xảy ra chiến tranh không phải như vậy không có ai mà nghĩ ra những cái chuyện đó chỉ những nhà báo ngồi rồi viết ra nghĩ ra thôi tiểu thuyết khóa nó đi tôi nói thật với anh á ngay như anh cầm quân cũng vậy anh không bao giờ anh suy nghĩ đến cái chuyện mà đi đánh một cái thằng nào cả ngoại trừ trường hợp bởi vì anh đánh thằng nào là anh thấy tương đương còn bây giờ tôi quá mạnh là tôi không cần biết tôi chỉ chờ anh đánh tôi là tôi tôi diệt anh thôi còn tôi không cần ra tay với anh qua cái vấn đề vấn đề ngoại giao thì mình như thế thế này có thể ông tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ông đi với một cái sứ mạng trong tinh thần anh vừa nói đó vì thế có thể là từ cái điểm đó đó ví dụ cái sự đón tiếp về ngoại giao thôi có thể nói là chưa bao giờ Nhật Bản đón một vị quốc khách mà một cái kiểu như đón ông Trump. Cái đó có thể là cái mà chúng ta mà suy nghĩ không? Vâng thì uh, tôi nghĩ rằng uh, uh, Nhật Bản họ cũng rút kinh nghiệm cái chuyến thăm của ông Trump đến Ả Rập uh, Saudi Saudiia. thì chúng ta đều thấy Ả Rập Saudi chẳng hạn. Thì họ nghĩ rằng bây giờ bạn bè với nhau mình uh, đón tiếp trọng hậu thì dĩ nhiên là người khách của mình sẽ hài lòng sẽ nghĩa là nhưng mà đó trên phương diện ngoại giao thôi, giao thôi yeah. chứ còn thực tế là nói đúng ra là họ đã bàn cãi trước rồi tất cả những chuyện đã dàn xếp cả rồi bây giờ về, về, vấn đề kinh tế những điểm nào chính khi ông tổng thống hoa kỳ mà tới hội kiến với lãnh tụ của nhật bản thì chúng ta thấy rằng cái chuyên đi của ông ta đó là chỉ anh mua vũ khí của tôi là coi như đã đã là xóa bớt cái phần cái phần thâm thủng màu dịch văn và dĩ nhiên là Nhật Bản người ta cũng bắt đầu điều chỉnh cho nên trong năm trong năm 2000, 2017 đây có lẽ chỉ còn có 69 tỷ Mỹ Kim mà thôi cái cái thâm hụt với với Mỹ đó tức là họ đã tự họ giảm và mỗi lần như vậy họ đầu tư thêm vào Mỹ tất cả những cái đó đều họ hiểu được cái cách thức của ông Trump làm là tôi mạnh thì anh mạnh. Chứ tôi mạnh, tôi yếu, anh làm cho tôi yếu mà anh mạnh tôi không chịu. Nhưng mà anh với tôi, tôi không hiếp anh. Tôi không hiếp anh dù anh nước nhỏ hay không, tôi không hiếp. Nhưng mà anh mạnh tôi cũng mạnh. Thì nó gọi là có qua có lại mà. Do đó cho nên tôi nghĩ rằng họ rất hài lòng với nhau thưa anh. Bây giờ qua một cái quốc gia mà ngay bên cạnh Bắc Hàn. Thì đó là một cái điều mà toàn thế giới cũng, chính người Mỹ cũng bảo là đây là một cái sự kiện cũng phải là rất là phức tạp, cũng phải là đơn giản. Thì khi ông tới Bắc Hàn những cái điểm nào, mình nghĩ rằng, mình đề cập đến ngày hôm nay. Thưa à, đúng ra là, là ông đến uh, Đại uh, Hàn, Nam Hàn, yeah. hoặc okay, gọi là Đại Hàn. Yeah. Thưa anh, như thế này, chúng ta phải nhìn cái lịch sử ra tí đã. Là bởi vì ông uh, ông Tổng thống Đại Hàn là Mujin là người nằm trong cái nhóm của ông uh, Kim Đại Trọng và cái ông tổng thống kế tiếp rộng Moon gì đó chẳng hạn. Hai ông đó là chủ trương cái đường lối Anh trương Nghĩa là nghĩa là tôi bắt tay với với Bắc Triều Tiên để mà tôi hòa bình, để mà tôi gọi là thống nhất đất nước. Nhưng mà hai ông đã thất bại hoàn toàn trong hai nhiệm kỳ, mỗi nhiệm kỳ 5 năm, hai nhiệm kỳ là 10 năm. Mà trong 10 năm đó hai ông không làm được điều gì hết. Nhưng mà ông ông Mujahid vì là đệ tử của mấy ông đó cho nên ông ta quyết định đi theo con đường ông ta nói rằng ông ta khi khi ra tranh cử ông ta nói không tôi đắc cử là tôi sẽ liên lạc và nói chuyện với Bắc Hàn và để cho để cho Bình Nhưỡng đồng ý bàn cãi về vấn đề hợp tác hai bên rồi dẫn đến dẫn đến thống nhất đất nước chẳng hạn nhưng mà khi ông đắc cử rồi là ông nói với ông gọi thư cho ông ông chủ tịch Kim Chính Ân của Bắc Hàn ông như không thêm trả lời ông trả lời bằng cách khác tức là thử bom nguyên tử rồi thử họ chuyện ông kêu ta hòa tâm tình như vậy là chết rồi bởi vì hắn không những không nghe cái lời kêu gọi hòa bình của mình mà hắn còn dữ hơn nữa thì bây giờ mình có tiếp tục kêu gọi nữa hay không không thế là câu, câu chuyện mà ông ta nói ở trong ứng cử là đặc lắc mà trong khi đó thì ông ông Trump chỉ trích ông là đã làm sai có nghĩa là đã quá yếu đuối đối với Bắc Hàn thì bây giờ cái thứ hai là ông ta nói tôi tôi đắc cử tôi sẽ xét lại cái hệ thống phòng chống hoa tiễn tầng cuối được gọi là touch của ông của Mỹ nhưng bây giờ khi ông đắc cử rồi ông thấy tình trạng này ông lại mua thêm 24 cái, cái dàn phóng nữa để cho để cho tăng cường và cho nó hoạt động thì như thế chúng ta thấy rằng từ ông đã thay đổi hoàn toàn tôi gọi là 180 độ từ bồ câu chuyển sang dầu hầu, dầu hầu. tại sao như vậy tại lý do là 50 triệu người dân đại hàn không ai ông ai công nhận cái sự cai trị của đảng cộng sản cả thì như vậy hà cớ gì mà người ta đang giàu bây giờ người ta hòa nhập để thành cho thành nghèo hay sao cái đó có ai ngu đến độ như vậy không chắc chắn là không và bây giờ họ nói rằng không thể nào để cho Bắc Triều Tiên muốn làm gì thì làm. Mà mình đó, thì mình không đủ sức làm mình. Vậy thì mình phải dựa vào anh nào? Dựa vào Trung Quốc chăng? Không được. Bởi vì Trung Quốc là cha đẻ của Bắc Triều Tiên rồi. Cái người gọi là cái bầu sữa của Bắc Triều Tiên rồi. Và cái công cụ của Bắc Triều Tiên rồi. Thì còn cái người khác là ông Trump Là phải dựa vào, phải dựa vào. Cho nên, anh thấy không? Sang đó thì ông tiếp đại. Rồi nghĩa là ở đâu có ông Trump ông cũng đến hết. Rồi hẹn nhau đi thăm thăm vùng phi quân sự thì ông cũng sẵn sàng nhào lên tới đó ông trump đến đầu tiên đến ghé vào đầu vào cái căn cứ của quân đội mỹ thì ông cũng lại đến đó để chế tiếp ông đón ông trump ở tại đó thì chúng ta thấy thái độ nó hoàn toàn thay đổi bởi vì họ biết một điều mà việt nam không biết các nhà lãnh đạo các nhà cộng quyền việt nam không biết là nếu chúng ta muốn người khác giúp chúng ta mà chúng ta cứ ngồi đây chúng ta kêu các ông giúp tôi đi bộ phường anh phải có cái thái độ như thế nào người ta mới giúp được anh anh phải hợp tác với tôi như thế nào anh phải đón tôi như thế nào anh phải tiếp tôi như thế nào lúc đó mới có triển vọng được và tôi cho rằng cộng sản việt nam không học được bài học đó và không muốn học cho nên lúc nào cũng cứng rắn chúng ta như là chống mỹ cứu nước chúng ta đuổi mỹ ra chúng ta như là nhưng cuối cùng đất nước mình là sao mình có mạnh hơn ai không hoàn toàn yếu và hoàn toàn có thể nó đi vào cái chỗ gần như bế tắc thưa anh trong cái vấn đề gọi là bảo vệ cái vùng mà đông bắc á như vậy đó thưa anh là một sĩ quan hải quân mà ba tiềm thủy đỉnh ở ba 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 ba, ba hàng không mẫu hạm. hạm của mỹ đó thường thường một hàng không mẫu hạm của một của Mỹ mà đi như vậy đó thì chung quanh để bảo vệ hàng không mẫu hạm và cái lực lượng của một cái hàng không mẫu hạm đó thì với cái nhận định của một sĩ quan hải quân đó mà là là là, là ông Đại Dương biết đó thì cái lực lượng đó, nó nó, cỡ nào? Thì anh thì con thấy nó lực lượng nó mạnh khủng khiếp lắm. Lý do là trên đó nó có bạn 5.000 thủy quân lục chiến trên ạ. ngàn 5.000 thủy quân lục chiến ở trên chiến hạm đó cùng một ngàn là là các chuyên viên điều hành đấy khoảng khoảng cỡ năm ngàn chuyên viên hoặc là lính tác chiến nói đúng là lính tác chiến và bây giờ nó đi kèm thường thường là là một cái chiếc khu, một cái chiếc tuần dương hạm và hai chiếc khu trục hạm đó là chính thức và một hai chiếc tìm thủy định đó là cái lực lượng chính mà thường đi mà một nội một chiếc khu trục hạm không đã là ghê gớm rồi một chiếc tuần dương hạm đã là ghê gớm rồi như vậy, như rồi vậy còn là... tôi hỏi anh một có khoảng 3, 70 mươi hoặc là hơn phi cơ nữa, phi cơ chiến đấu nữa thì anh cứ tưởng tượng cái lực lượng nó mạnh đến cái mức nào? Nếu cái điểm đứng của của cái là bộ chỉ huy của mà 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 hàng không có hạm đó máy bay của địch á, theo anh nghĩ là cái 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 vị trí mà máy bay của địch có thể nghĩa là không đến được, họ có thể bao được khoảng khoảng chừng cỡ nào? có với cái hỏa lực mà theo như tôi đó, đó, như đó. thì cái hỏa lực đó họ họ bảo vệ được hết. nên vừa rồi chúng ta có nói chuyện cái hệ thống Aegis, ừ. là cái hệ thống đó, phòng chống hoa tiễn cho các các cho hàng không mẫu hạm không có dễ gì mà mà xuyên qua cái hệ thống đó cả. Rất là khó xuyên qua cái hệ thống mà họ có những cái hệ thống radar nó kiểm soát từ xa, rồi có những máy bay nó dễ quan sát từ xa, rồi có những cái phương tiện khác nữa, cho nên không dễ gì mà tới tuy là anh tham dọa đó nhưng mà trên thực tế nó là vấn đề khó khăn mà vấn đề đặt ra là anh đánh tôi thì tôi trả à, ok anh cứ bắn đi anh thì tôi sẽ trả đũa mà trả đũa không phải là hờn không hổ hạm mà cả toàn bộ cái hệ thống cái hệ thống sức mạnh của mỹ bao trầm trùng trên thế giới này nó ở khắp nơi trả đũa thì liệu anh đánh thì anh cứ đánh chứ không có phải chứ, chứ không phải bằng nhất anh đánh cái hàng không mô hàm chỉ cái hàng không mô hàm trả đũa đâu không Tôi nghĩ toàn bộ cái hệ thống sức mạnh quân sự của Mỹ khắp thế giới đổ vào. Họ tiến từ châu Âu cũng có thể bắn qua họ, triển ở đâu cũng có thể bắt bất cứ ở đâu cũng có thể cũng có thể đánh vào. Thành như vậy đó là một vấn đề, chúng tôi thấy họ cái sức mạnh kinh khủng lắm, không có thể mình không có thể tưởng tượng được cái sức mạnh nó như thế nào đâu. Như vậy mà... là sau khi tổng thống Hoa Kỳ đến Nhật Bản, sau đó đến Nam Hàn thì đó có thể nói đó là hai đồng minh phải nói là lâu đời và vững vàng của Hoa Kỳ trong nhiều năm kể cả sau tình nghị thế chiến thì chúng ta thấy rằng là thế này cái thông điệp của ông Tổng thống Hoa Kỳ sau khi cơ tới uh, Nhật Bản và tới bên Nam Hàn cái thông điệp chính theo ông là chúng ta nhận định như thế nào thì cái thông điệp chính của ông là cũng như lên cái mục đích của ông là gì thứ nhất là chúng ta nên thành một cái thành một cái lực lượng liên minh. À nhưng mà nó khó khăn ở chỗ này là có một điểm hơi tục trặc là người đại Hàn người ta bị à bị Nhật Bản cai trị từ năm 2000 à từ 1900 9 1000 1900 1900 1910 cho tới chiến thứ hai. 110 dạ. cho tới thế chiến thứ hai, 1910 cho tới thế chiến thứ hai. Họ cai trị rất tàn ác và như thế trong lòng người đại Hàn vẫn còn những cái cảm xúc mà chưa có xóa nhòa được mặc dù họ học hỏi của của nhật bản nhiều nhưng mà trong lòng họ vẫn cảm thấy chưa an họ sợ rằng nhật bản nếu mạnh thì sẽ tái diễn nhưng mà họ không nghĩ rằng ngày trước á, thì nhật hoa kỳ không có liên quan gì với cái sự lớn mạnh của ông đế quốc nhật bản cả nhưng ngày nay họ đã là đồng minh rồi họ đã ép nhật bản có cái hiệp ước có cái hiến pháp hiến pháp gọi là hiến pháp hòa bình rồi họ đã kiểm soát được tất cả mọi hoạt động của Nhật rồi, à, đồng ý với nhau rồi, cho nên cái chuyện để mà cái nguy cơ để mà thành lập cái đế quốc Nhật Bản bây giờ có vẻ là không còn không còn phải đặt vấn đề nữa. Nếu ai đặt vấn đề đó là tôi nghĩ rằng hơi mơ mộng, bởi vì Nhật Bản sẽ không đi quay lại con đường đó, vì con đường đó họ thiệt hại nhiều quá, họ biết rằng khi mình mạnh quá sẽ có người mạnh hơn. Và trong cuộc đối đầu đó mình là kẻ thiệt thòi nhất Họ hiểu điều đó cho nên bây giờ họ muốn hòa bình Họ muốn hòa bình nhưng mà họ cũng không muốn người khác ép họ qua mức Từ trước họ đâu nói gì Trung Quốc làm gì làm Nhưng bây giờ càng ngày càng ép do đó bắt buộc họ phải mạnh Để người khác không dám ăn hiếp mình Có vậy thôi chứ còn họ không dùng cái sức mạnh đó để mà đi chiếm đất Để mà đi bành trướng giống như cái thời đế quốc nữa thưa anh